Thưa quý vị, trong những năm trở lại đây, gà trống thiến đã trở thành một món ăn truyền thống được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết cổ truyền. Do đó, cứ vào dịp Tết, nông dân huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai lại chuẩn bị nguồn hàng để cung cấp ra thị trường đúng dịp Tết để kiếm lời. Dịp Tết này, anh Trần Hoàng Hiệp, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ đã thiếu gần 3.000 con gà trống thiến. Hiện anh đang tích cực chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gà phát triển tốt, đạt đủ số ký quy định. Tận dụng các sản phẩm trong nông nghiệp, anh cho gà ăn thêm để giảm chi phí thức ăn và sân vườn rộng rãi để gà vận động nhiều cho chất lượng thịt thơm ngon. Điều anh mong muốn, giá cả từ nay đến Tết sẽ tăng cao, gia đình có thêm nguồn thu nhập. Sóc thì mình theo dõi nó hàng ngày vậy đó, thì có hiện tượng thì mình xử lý thôi. Nuôi về thì đất rộng á, thì nó đi ăn cỏ, ăn này ăn kia rồi cái mầm bệnh nó giảm hơn. Chất lượng gà thì nó thịt nó dai, nó ngọt hơn. So với nuôi gà thường thì gà trống thiến đòi hỏi nhiều công sức. Ở giai đoạn đầu, thiến gà dễ hao hụt, thời gian nuôi dài, chi phí tốn kém và đòi hỏi kỹ thuật cao, nên không phải nông dân nào cũng dám nuôi loại gà đặc sản này. Vào thời điểm Tết âm lịch, giá bán dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký. Mỗi con gà cũng cho thu nhập từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, nên lợi nhuận mang lại rất cao. Xã Xuân Tây nuôi cũng rất là nhiều hộ nuôi gà, đặc biệt là gà trống thiến. Đó là một cái đặc sản của xã Xuân Tây, nhưng mà cũng đảm bảo được cái nguồn thu của người dân ổn định. Giá cả thị trường đến đây thì cũng được khoảng một ký xuất ra tại hộ dân thì khoảng 120.000 một kg, thì cũng đảm bảo được cái nguồn thu cho người dân. Cẩm Mỹ là một trong những địa phương có truyền thống nuôi gà trống thiến lâu đời. Không chỉ dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ trong năm, nhiều bà con vẫn nuôi gà trống thiến để cung cấp cho các nhà hàng đám hỏi. Đây trở thành những nghề cho thu nhập ổn định cho người dân.